9 bot này nó ném cũng 20 và bot này cũng thế, ném được cũng 10. Với lại được 3 cái bùa trao nha anh em ơi. 3 bùa trao với 3 win đá nâng cấp. Đấy, là tổng cộng là được có nhiêu đó đồ rồi đấy. Thì lúc đầu mà cần ngọc mà, thì bây giờ mình sẽ đi ném xem ngọc ra đồ ngon không nha. Thì hiện tại thì ngọc ngọc là B là có giá, BS bên này nó rơi vào tầm khoảng 3k nha anh em ơi. Có người sẽ bán 3k rưỡi. Nhưng mà tầm tầm nó khoảng 3k. Đây. Bây giờ mình sẽ mở lô nha anh em ơi. Xíu nó mở mấy bot này sau cùng nha. Bây giờ mình sẽ Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video luôn game M4 VN.net nha anh em ơi, Season 2. Thì bên này là nó open được ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Mấy hôm nay thì mình đang đi cài phôi với cài reset thôi. Thì ngày mai là nó mới bắt đầu nó mở cổng hướng. Mở cổng hướng 2 ốp thì ngày mai mới bắt đầu úp đồ rồi anh em ơi. Hôm nay thì vẫn đang xài mấy cái đồ có tân thủ, được có một cái win thôi. Hôm nay đi cày phôi thì mấy hôm nay đang làm in rồi, hôm nay mới làm ít móc nha anh em ơi. Kiếm ít bot mở thì hiện tại mình đang làm một móc này là full móc nha anh em ơi. Thì full móc là nó có được 3 bot này đấy, được 3 bot zinc pen này là ngon nha anh em ơi. Đây, đây 3 bot zinc pen thì mở là nó sẽ ra dinh hoặc ra pen. Thì hiện tại đầu game là nó có 3 bot này là ngon thôi, còn lại mấy bot này là bot ngọc hết anh em ơi. Tổng cộng là được được cái nào, được 9 cái bot này. 9 cái bot này là bot ném ra là nó có 2 cộng 20 đấy, rồi 3 4 5 6 7 8 9 cái bot này là ném ra cộng 30. 9 bot này là ném cũng 20 và bot này cũng thế, ném là cũng 10. Với lại được 3 cái bùa trao nha anh em ơi. 3 bùa trao với 3 win đá nâng cấp. Đấy, là tổng cộng là được có nhiêu đó đồ rồi đấy. Thì lúc đầu mà cần ngọc mà, thì bây giờ mình sẽ đi ném xem ngọc ra đồ ngon không nha. Thì hiện tại thì ngọc ngọc là B là có giá. BS bên này nó rơi vào tầm khoảng 3k nha anh em ơi. Có người sẽ bán 3k rưỡi. Nhưng mà tầm tầm nó khoảng 3k. Đây. Bây giờ mình sẽ mở lô nha anh em ơi. Xíu nó mở mấy bot này sau cùng nha. Bây giờ mình sẽ đi mở ngọc trước. Rồi. Lâu lắm không 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 mở bot. Đầu game thì nó có cái gì nó không có giá anh em ơi. Ui gen chào. Trời, chào không vậy? Rồi một bên này, rồi một like, chào không vậy? S này mình sẽ ném một một cục cục da ngọc ngon, là mình sẽ ném một cục to, nhưng có vẻ là hơi đen anh em ơi. B nào, rồi 2 cục S, rồi like. B dùng nào? B này. Đây lúc cái cục ngon nhất ra là củi, con nạn thật. B nào? Đổi lại. B nào? S. Ra B đi, ra B đi. B tiếp. Đi rồi, rồi được B. Để mình thay đổi phong thủy, mình đi về nó ra mở xem nha. Lúc giờ đeo con này sao nào đen. Chúng ta đeo con gấu nào. B nào. B, tiếp B nào. Rồi là cùng B cùng like. B nào. S.
Ngon đấy. Ôi dồi ôi. B nào. Một B cũng được. Tiếp nào. À, có một B cũng được nha. Có B là ngon rồi. Rồi, từ Bắc rồi. B đi, B đi, B đi, B nào. Độ ép này. Rồi, được một B. Không bao giờ nó ra hai cụm B liên tiếp. Rồi, một cụm ép, một cụm re. Để mình đi cắt hết. Chào quá trời chào, ấy chứ nhầm. Giờ mình đi nốt hết chào với cờ re đi xem nào. Thì ta line này mình có thể mình đổi qua được thành BS. Rồi, cờ re này. Tổng cộng là được là 2 này, 4, 5 này, 8 này, 10 này, 200 like. Đấy. Để coi S là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 200S anh em ơi. Ôi, bịp ơi. Được tổng cộng 200S này. Đấy, 200S. Quan trọng là B này. Không được cái cục 30 nào nhỉ. Cây nhỉ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ui, vai 200, được 200 like, 200B, 200S. 200 like, 200B, 200S nha anh em ơi. Cũng được, tạm được nha. Thì với giá thì hiện tại thì là chắc là chỉ có 3k một cặp thôi. Có người có người thấy giao bán B là 25, nhưng mà chắc là tính cả được tầm 3k. Rồi, bây giờ mình sẽ đi mở cái bot quan trọng này nha. Lên trên Zoom Neon mình mở, có biết đâu nó ra được dình băng dình gió gì mà còn ngon đấy. Rồi. Hy vọng may mắn nè. Rồi pen. Pen. Rồi pen cùi luôn anh em ơi. Và ai thật. Có mỗi bot giá trị nhất mà pen cùi anh em ơi. Không ổn rồi. Có mỗi bot giá trị nhất mà cùi rồi. Coi nào. Dình băng dình gió. Lại cái pen là sao ấy? Đi ngựa nó ra pen không kìa. Rồi 2%. Vãi, xài đỡ anh em ơi. Xài đỡ pen 2% này thôi. Đèn thế ra cái dịch đâu. Rồi lại cái đèn lửa nữa rồi. Rồi 10%. Vãi đái thật. Xài đỡ nha anh em ơi. Lúc đầu xài mấy cái pen này thôi. Được 3 cái pen không? Nhục thật. Có 3 cái bot ngon, 3 cái bot dính pen là ngon, ra được 2 cái này cũng được, tạm được nha anh em, xài tạm lúc đầu. Đấy. Đấy, lúc đầu post lên là có người hối mua liền đấy. Đấy, ông kia còn ra cái dinh đất kìa, cùi bắp. Rồi ra được hai cái này là ngon nha anh em ơi, nhưng mà ra được dinh dinh băng, ui cái này ra được dinh băng ngon à. Thôi từ từ tính tiếp anh em ơi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi, giờ bắt đầu chuẩn bị ốp đồ thôi, bye bye mọi người nha.